my friend. Xin chào tất cả bạn đã đến với kênh YouTube của mình và mình là An Tuấn. Hôm nay thì chúng mình có một thử thách ở trên phố đi bộ, đó là Việt Anh và Văn Anh sẽ đóng một pha bóng lỗi ở trên sân và mình sẽ là trọng tài ra giơ thẻ xem phản ứng của người đi đường sẽ như thế nào nhá. Và bây giờ sẽ vào việc thôi. Ủa chân trắng ghê, đéo có nốt mũi đốt luôn. Mạnh quá. Anh nhìn thấy bạn nào nhìn khá đầu gấu. Rồi, mình thử bạn ý xem nhá. Quá được. Xung đi sang phong. Thì tự nhiên đang quay giúp có mấy anh quay phim từ VTV gọi vào bảo anh em mình quay hộ mọi người ạ. Anh Tuấn đang phỏng vấn này. Đó, mọi người thì thấy nha. Đấy, trọng tài bị bắt phỏng vấn. Trọng tài bị bắt phỏng vấn. Anh Tuấn giờ bây giờ chuẩn bị nổi tiếng rồi đấy mọi người, chuẩn bị nổi tiếng rồi đấy. Thở chụp ảnh nhá. À, ok. Mày bị điên à? Ra ngoài sân nhá. Đây chân dài. Chú ơi ra sân cho chú nhá. Đá thế à? Vợ bảo đá thế à? Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau khóc, gặp nhau
cùng thì bọn mình đã hoàn thành cái thử thách ngày hôm nay. Các bạn hãy like, share và comment để chúng mình có thêm động lực để làm video hay hơn nữa nhá. Và nếu các bạn có ý tưởng gì hay ho, hãy cứ comment xuống cho chúng mình biết nhá. Cả đăng ký kênh nữa anh ơi, cả đăng ký kênh nữa. Và bây giờ xin tạm biệt mọi người.